Sáng nay ngày 6 tháng 2, một trận động đất dữ dội mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra tại Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Vụ việc khiến ít nhất 100 người chết và con số này có khả năng còn tăng thêm. Theo ghi nhận, trận động đất xảy ra vào khoảng 4 giờ 17 phút giờ địa phương, khoảng 8 giờ 17 phút giờ Việt Nam, với tâm chấn ở độ sâu 17,9m, nằm ở phía bắc thành phố Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới Syria khoảng 90 km. Trận động đất mạnh làm sập nhiều tòa nhà, khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy ra đường giữa trời tối và lạnh. Có ít nhất 6 cơn dư chấn sau trận động đất. Theo nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ, đã có ít nhất 53 người tại nước này thiệt mạng trong trận động đất. Trong khi đó, truyền thông Syria đưa tin, nước này cũng đã có hơn 40 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Giới chức lo ngại thương vong sẽ tiếp tục gia tăng do trận động đất xảy ra vào thời điểm rạng sáng khi người dân đang ngủ. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai lực lượng cứu hộ và máy bay tới vùng bị ảnh hưởng, đồng thời ban bố báo động cấp 4 kêu gọi quốc tế hỗ trợ.